Tiên đế trọng sinh tập 170. Tô Thương trực tiếp phủ định, lắc đầu cười nói: "Chuyện năm đó tôi có biết, nếu không phải cha tôi xuất hiện thì đệ nhất đại hội võ thuật năm đó chính là mẹ Thạch Ngọc Yến của tôi. Người hận cha tôi nhất chính là Thạch Hào Hãn. Theo như lời ông ta nói, lúc đó người đi cùng cha tôi còn có mẹ tôi, Thạch Hào Hãn không ra tay ngăn cản cũng tính là tốt lắm rồi, nhưng tuyệt đối sẽ không giúp cha tôi giải quyết hậu quả đâu." Nhắc đến Thạch Hào Hãn, Tô Thương nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng anh vẫn còn căm hận cái người ông ngoại này. Nếu như không phải ông ta đưa mẹ đi thì nhà mình sẽ không phải chia lìa. Từ Ngọc Phong tất nhiên nhận ra được Tô Thương chán ghét Thạch Hào Hãn, vì thế cũng không cần nhiều lời nữa. Ông vừa mới nói, Tây Môn Phong Vân nhìn ra được thân phận của người kia sao? Sau khi dừng lại một lát, Tô Thương hỏi tiếp: "Chắc là thế." Từ Ngọc Phong không xác định chính xác mà trả lời. Tô Thương gật gật đầu, cũng đoán tới đoán lui, chi bằng trực tiếp hỏi Tây Môn Phong Vân. Ngược lại, sau khi mình trúc cơ sẽ ra tay với Tây Môn Phong Vân, sau khi đánh bại Tây Môn Phong Vân, có gì mà không hỏi ra được chứ? Từ Ngọc Phong, ông nói cặn kẽ như vậy, xem ra năm đó trong số những võ thần lục địa muốn ra tay với cha tôi có ông sao? Bỗng nhiên Tô Thương cười lại nói ra: Tôi thiếu gia. Từ Ngọc Phong lập tức kinh sợ: "Tôi thực sự đã biết sai rồi, xin Tô thiếu gia hãy xem tôi đã trả lời câu hỏi mà cậu thành thật như thế, mà cho tôi một cơ hội mới đi. Từ đây về sau, trên dưới núi Phú Xuân, nguyện xem Tô thiếu gia như thiên lôi, tùy ý sai đâu đến đó." "Ha, có thể." Tô Thương cúi đầu nhìn xuống Từ Ngọc Phong đang quỳ dưới đất, sau đó liền ngưng kết ra một phần khế ước linh hồn, giọng điệu lạnh lùng nói ra: "Lấy ra một giọt máu, ký kết khế ước chủ tớ với tôi sẽ tha cho ông không chết. Cái này được. Liên quan đến thủ đoạn của người tu chân, Từ Ngọc Phong đã từng nghe qua, tất nhiên biết khế ước linh hồn là gì. Sau vài giây do dự, cuối cùng khẽ cắn môi, đem máu trên đầu ngón tay của mình nhỏ lên trên khế ước. Sau một giây, linh hồn khế ước được ký kết, đường đường là một ông chủ của một núi. Võ thần hậu kỳ Từ Ngọc Phong liền trở thành nô lệ của Tô Thương, sống hay chết hoàn toàn bị khống chế bởi trong một ý niệm của Tô Thương. Cầu chủ, Từ Ngọc Phong vẫn quỳ dưới đất như cũ, một mực cung kính chào hỏi về hướng Tô Thương, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Ông ta có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của khế ước linh hồn, chỉ cần trong một ý niệm trong đầu Tô Thương mà thôi, ông ta liền mất mạng, vì thế tất nhiên phải kính sợ Tô Thương. Đứng lên đi. Tô Thương nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời xua xua tay, ra hiệu cho Từ Ngọc Phong đứng dậy. Vốn dĩ, Tô Thương cũng không muốn giết Từ Ngọc Phong. Dù sao ông ta cũng là võ thần hậu kỳ, thực lực cũng được tính là mạnh rồi. Người liền võ cảnh giới này vẫn còn có thể lợi dụng được một chút. Vì thế Tô Thương mới cố ý dội gáo nước lạnh vào lão độc vật, tỏ ý muốn kết thân với Từ Ngọc Phong. Nhưng ai biết được, cái lão già này không cảm nhận được điều đó. Tô Thương không còn cách nào khác, đành phải ký kết khế ước linh hồn. Cầu chủ, lúc này Từ Ngọc Phong chủ động nói ra: "Lúc nãy cậu không nhìn nhầm, thứ trên tay của tôi đang đeo chính là vòng tay lưu trữ, nếu như cậu muốn, tôi có thể cho cậu." Đã ký kết khế ước linh hồn, Từ Ngọc Phong rất nhanh liền đứng đúng vị trí của mình. Hơn nữa Tô Thương bây giờ đã là người tu chân luyện khí tầng 9 rồi, còn có yêu tộc cường đại bảo vệ, thậm chí còn là con cháu của Tô Vô Kỵ, thành tựu trong tương lai không thể đoán trước được. Đi theo Tô Thương lanh lộn có lẽ cũng không phải là chuyện xấu, vì thế Từ Ngọc Phong cũng không che giấu, định chủ động đưa vòng tay lưu trữ ra. "Vòng tay thì tôi không cần đâu, có điều ông có đá năng lượng thì đưa ra trước đi, nếu ông có thì cho tôi hết đi." Tô Thương thản nhiên nói ra. "Vâng." Từ Ngọc Phong gật đầu cung kính, sau đó liền lấy ra một hơi 2000 viên đá năng lượng trong vòng lưu trữ, toàn bộ thả xuống đất. Tô Thương thấy vậy, vừa mới động ý niệm liền thu vào trong vòng tay lưu trữ của mình. Từ Ngọc Phong thấy vậy thì lộ ra một nụ cười khổ. Thì ra cậu chủ đã sớm biết mình dùng thủ đoạn rồi, trước đó còn giả vờ như chưa từng thấy qua vòng tay lưu trữ nữa chứ. Nhớ lại những hành động ngu xuẩn lúc nãy của mình, Từ Ngọc Phong liên tục cười khổ. "Hôm nay tôi không phải thi, ngày mai lại về võ đàng cũng được. Từ Ngọc Phong, tìm cho tôi một cái phòng đi." Lúc này Tô Thương phân phó. "Vâng." Từ Ngọc Phong không dám chậm trễ, nhanh chóng sắp xếp cho Tô Thương một căn phòng yên tĩnh. Còn về Từ Ngọc Phong thì quay về võ đàng, tiếp tục ngồi trên vị trí trọng tài. Mà Tô Thương tâm lặng như nước, ngồi thiền trong phòng, chuẩn bị tốt để tấn cấp trúc cơ. Chỉ có hoàn toàn làm tốt được khâu chuẩn bị, ngày sau mới có thể tránh bị ma tâm quấy nhiễu. Nhất là công pháp Tô Thương tu luyện, Cửu U Trấn Ngục Quyết, vốn là đến từ địa ngục Cửu U.
nền tảng Joker nhất định phải thận trọng. Lúc này cuộc thi ở đại hội võ thuật Trăm Tông Phái đang diễn ra với khí thế hừng hực. Tây Môn Long Ngâm đấu với Triệu Tầm Hoan không chút lo lắng nào, Tây Môn Long Ngâm chiến thắng. Ngay sau đó Tây Môn Hổ Tiếu cũng thắng, đánh bại một vị thiên tài không tên tuổi, thành công tấn cấp vòng tiếp theo. Sau đó thì Phật Tử Vô Cơ, Triệu Chí Nhược, đông đảo thiên tài lần lượt tấn cấp. Vốn dĩ có dự định 2-3 ngày tranh tài mới xong, nhưng giờ mới trước 8 giờ đêm đã kết thúc. Ngày thứ hai, Tô Thường kết thúc trạng thái ngồi thiền cùng với Ali đi đến khách sạn Cửu Phong ở cổ trấn Võ Đăng. Ở đây anh gặp Thiên Sơn Tuyết. Tuyết Nhi, Du Du đâu rồi? Sao không thấy con bé chứ? Tô Thường cười cười hỏi ra. Vừa thấy mặt liền hỏi con gái liền. Tô Thường, trong lòng anh, em là quan trọng hay là Du Du thế? Thiên Sơn Tuyết cười cười hỏi lại. Chuyện này... Tô Thương sờ sờ lỗ mũi, công bằng mà nói một tiếng, ai cũng đều quan trọng hết, hai người ai cũng quan trọng. Tuyết Nhi, em không phải là đang ghen với con gái đó chứ? Thiên Sơn Tuyết cười một tiếng, tất nhiên không so sánh với con gái rồi. Sau đó cô nói, em cho người đưa Du Du đi rồi, con bé đã tham gia tranh tài, ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Huống hồ đừng nhìn võ đan bây giờ sóng yên biển lặng, sau đại hội võ thuật Trăm Tông Phái nơi này sẽ có một trận đại loạn, để con bé ở đây quá nguy hiểm. Thiên Sơn Tuyết nghiêm túc nói ra. Tô Thường nghe vậy liền nói, Tuyết Nhi, em nói đại loạn là chỉ thập đại cổ tộc sao? Thiên Sơn Tuyết kinh ngạc, làm sao anh biết chứ? Hôm qua anh đi gặp lão độc vật, có nói chuyện với ông ta một lúc mà. Tô Thường nói ra, thì ra là thế. Thiên Sơn Tuyết gật gật đầu, sau đó nhắc nhở, Tô Thường, mặc dù em không biết lão độc vật nói gì với anh, có điều anh phải cẩn thận lão già này. Ông ta từ trước đến nay luôn quỷ kế đao đoan. Anh hiểu rồi. Thiên Sơn Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, vội nói tiếp, chuyện về thập đại cổ tộc em trước đó định nói cho anh biết, chỉ là sợ anh quá lo lắng nên cũng vẫn luôn không nói ra. Có điều anh yên tâm, trước kia thập đại cổ tộc có thể sai khiến giới liền võ, nhưng bây giờ lại không giống như trước nữa rồi. Thiên Sơn Tuyết nói tiếp, giới liền võ bây giờ không thể so sánh được. Mặc dù thập đại cổ tộc đều là người tu chân, nhưng lại bị thiên đạo kìm hãm, không thể đặt chân đến kết đan. Người tu chân cảnh giới trúc cơ thì võ thần lục địa hoàn toàn có thể chống lại. Thiên Sơn Tuyết nghiêm túc nói, ông nội của em ít ngày nữa sẽ đến võ đan. Không chỉ có như thế, em vừa nhận được tin các trụ cột ẩn dấu của những tông phái lớn cũng đang trên đường đi đến. Cho dù là thập đại cổ tộc có xuất thân cũng đừng hòng biến đổi giới liền võ. Tôi thường, chuyện bây giờ phải làm là nghiêm túc thi đấu, dưới khả năng cho phép của mình tranh thủ lấy được thứ tự cho tốt nhất. Thiên Sơn Tuyết an ủi nói ra, được được. Tô Thương cười cười nói ra, Tuyết Nhi, em ngồi phía trên nhìn anh biểu diễn là được rồi, anh nhất định cầm chắc quán quân đó. Cái gì mà minh chủ Cửu Phong, cấp bậc quá thấp đi, anh sẽ để cho em làm phu nhân minh chủ giới liền võ, nắm giữ toàn bộ giới liền võ. Tô Thương cam kết, cứ cố gắng là được rồi. Thiên Sơn Tuyết cười một tiếng, sau đó nói, đúng rồi, tên của 10 người mạnh nhất có rồi, anh biết có những ai hay không? Nói nghe thử xem chút đi. Tô Thương cười cười, trong lòng có chút tò mò. Người đầu tiên tấn cấp chính là đạo trưởng Vương Giả, thứ hai là Vương Phú Quý. Thiên Sơn Tuyết tiếp tục nói, tiếp theo là lão đục độc vật, Đỗ Phi Dương, Tây Môn Long Ngâm, Tây Môn Hổ Tiếu, Phật Tử Vô Cơ, Triều Chí Nhược, còn có cả anh nữa. 1, 2, 3, 4, Tuyết Nhi, thêm anh nữa, không phải chỉ mới có 9 người thôi sao? Không phải 10 người tấn cấp hay sao? Em đừng có nghĩ anh không biết đó nha. Tô Thương thuận miệng nói ra, người cuối cùng anh không cần lo lắng, anh ta là thí sinh đến từ núi Lão Quân, tên là Quân Vô Ưu, cảnh giới thần tông trung kỳ, bình thường không có gì đặc biệt. Thiên Sơn Tuyết trả lời tiếp nói, anh ta hoàn toàn dựa vào may mắn, không gặp phải thiên tài đẳng cấp, mỗi một trận đều chém giết sau cùng, bản thân lại bị trọng thương, miễn cưỡng tấn cấp vào top 10. Cuộc thi ngày hôm qua em có xem, đối thủ của Quân Vô Ưu đều là thiên tài không nổi tiếng, hai người đánh hơn một giờ, cuối cùng Quân Vô Ưu khó khăn mới chiến thắng. Thiên Sơn Tuyết khẽ cười, anh có thể nhẹ nhõm giết chết Tống Thanh Dương, người này thì không đủ gây nguy hiểm. Cuộc tranh tài có 10 người tấn cấp mạnh nhất hôm nay phải rút thăm trước mặt mọi người để quyết định đối thủ của mình. Bên ngoài bây giờ đang đồn, nếu ai rút được Quân Vô Ưu nhất định tấn cấp vào 5 người mạnh nhất. Thiên Sơn Tuyết cười nói, thời gian cũng sắp đến rồi, Vương Phú Quý và Trương Mộ Cổ đã ở lôi đài bên kia. Tô Thường, đi thôi, qua hiện trường rút thăm, hy vọng anh có thể kéo được may mắn của ngày hôm qua, rút được Quân Vô Ưu. Tuyết Nhi, xin vía của em đó nha. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó liền cùng Thiên Sơn Tuyết rời khỏi khách sạn Cửu Phong. Rất nhanh,
Tô Thương cùng Thiên Sơn Tuyết đi đến hiện trường đại hội võ thuật Trăm Tông Phái. Còn về Ali thì đã biến mất, ẩn nấp trong bóng tối để bảo vệ Tô Thương bất kỳ lúc nào anh cần. Giờ phút này xung quanh lôi đài người người nhốn nháo, rất rõ ràng vòng đấu 10 chọn 5 thu hút rất nhiều người xem. Vương Phú Quý cùng Trương Mộ Cổ đứng ở trong đám người. Trong đó Vương Phú Quý liếc mắt liền thấy được Tô Thương, hấp tấp chạy đến chào hỏi. Còn mẹ nó, Tô thiếu gia, cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện rồi hả? Hôm qua anh đi làm cái con rắm gì thế? Vương Phú Quý kích động nói rằng, anh không biết đó thôi, ngày hôm qua tranh tài đặc sắc cực kỳ đó nha. Tây Môn Lòng Ngầm cùng với Tây Môn Hổ Tiếu đều con mẹ nó không phải là thứ dễ chơi đâu. Còn cái cô gái người tỉnh nhỏ Triệu Chỉ Nhược kia nữa, đặc biệt lắm đó nha. Một tay kiếm Hà Hoa, mặc dù kiếm ý không có lợi hại như tôi, nhưng kiếm chiêu biến hóa khó lường, mạnh đến mức không còn gì để nói. Vừa một quý tiếp tục ba hoa, nhất là cái tên đầu trọc vô kê đó đó kìa. Thật là đáng sợ đó, dáng vẻ trang nghiêm giống như vạn pháp bất nhập. Ông đây cảm thấy cuộc thi hôm nay muốn thua rồi đó. Nói xong lời cuối cùng, Vương Phú Quý lộ ra vẻ uể oải, rõ ràng có chút không hài lòng. Ha, coi như dừng ở top 10 người mạnh nhất cũng tính là được đó chứ. Với biểu hiện của cậu, đủ để cho nhà họ Lưu hài lòng rồi. Tô Thương a lũi nói ra, nói cũng đúng ha. Nghe nói như thế, Vương Phú Quý lập tức tự hào, cười đắc ý. Ông đây có thể đứng trong danh sách 10 người mạnh nhất. Còn cái cô nàng bạo lực Lưu Sở Điềm kia, nếu như biết được, chắc chắn sẽ rất dùng bài tôi nha. Sẽ rất sùng bái. Chắc chắn sẽ rất sùng bái tôi đó nha. Nhà họ Lưu cũng phải coi tôi là khách quý. Hì, anh Phú Quý, Lưu Sở Điềm là ai thế? Lúc này thì Trương Một Cổ bên cạnh nghi ngờ hỏi. Vợ của tôi đó, Vương Phú Quý nói ra. Trương Một Cổ nghe vậy trong mắt đột nhiên lóe lên vẻ mất mát. Hay da, anh Phú Quý có vợ rồi, đáng tiếc quá. Vừa Phú Quý nhìn thấy biểu cảm này của Trương Mộ Cổ, nhất thời lỗ đít nín chặt lại, vội vàng lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn sang Trương Mộ Cổ, thận trọng hỏi, anh Trương Mộ Cổ, anh nói thế này là có ý gì chứ? Không phải là có ý đồ gì với tôi đúng không? Tôi cảnh cáo anh đó nha, ông đây là đàn ông đây thẳng tắp đó nha, anh đừng có suy nghĩ lung tung, nếu không thì chúng ta đến bạn bè cũng không còn là bạn bè được nữa đâu nha. Vừa Phú Quý nghiêm túc nói, tôi mẹ nó chứ. Sắc mặt Trương Mộ Cổ lập tức tối sầm lại, nhìn không được mà chửi thề, phất dù khốn nạn. Vương Phú Quý vội vàng trốn ra sau lưng Tô Thương, nghĩ năng nói, khốn nạn Trương Mộ Cổ, anh thật sự có ý đồ xấu với tôi hả? Đã thẳng thắn rồi mà muốn phất rồi còn mẹ nó. Sắc mặt Trương Mộ Cổ càng tối sầm hơn, nghĩ năng nói rằng, tôi có một chị gái họ đẹp như hoa như ngọc, tuổi vừa tròn đôi mươi, tôi vốn định giới thiệu chị họ cho anh, vì thế khi biết anh có vợ rồi mới cảm thấy tiếc hận như thế. Anh ở đây nói bậy nói bạ cái gì thế hả? hóa ra là như vậy. Vừa Phú Quý sau khi hiểu rõ chuyện này thì có chút xấu hổ, lúng túng. Anh Trương Mộ Cổ, lần sau anh nói rõ ràng một chút đó nha, để tránh mọi người hiểu lầm đó nha. Anh cho tôi cơ hội để nói dối hay sao? Mắt Trương Mộ Cổ trợn trừng lên, liếc mắt nhìn Vừa Phú Quý một cái. Được rồi, anh Trương Mộ Cổ, bớt giận, đừng để ý nữa, coi như lúc nãy tôi nói đùa đi, được không hả? Vừa Phú Quý cười giải thích. Kỳ thực cái này cũng không trách tôi được, chủ yếu là cho tôi là thiếu gia. Anh ấy nhớ thương tôi từ lâu rồi, mỗi lần nhìn tôi thì ánh mắt đều toát ra vẻ không bình thường. Từng nhiều lần ám chỉ tôi, nói anh ấy đổi giới tính thì không vấn đề gì, tôi mới theo bản năng cảm thấy anh vừa là thiếu gia. Vương Quý còn chưa hết lời, Tô Thương liền trầm mặt xuống ngắt lời. Cậu vừa nói cái gì? Hả, tôi thiếu gia, tôi không nói gì hết, tôi... Vương Phú Quý đang được giải thích, nhưng Tô Thương đã nhấc lên chân lên, cắm một phát vào cái mông Vương Phú Quý, dọa đến Vương Phú Quý vừa che mông vừa chạy. Tôi là thiếu gia, anh có thể nhẹ tay một chút hay không hả? Anh làm đau cái mông người ta đây rồi này. Vương Phú Quý oán trách Tô Thương một câu, sau đó nhanh như chớp chạy hòa vào trong dòng người phía xa. Còn mẹ nó, ông đây chỉ đá cậu một cái, có cái gì mà làm đau mông chứ? Không biết nói chuyện thì đừng có nói. Tô Thương liếc nhìn Vương Phú Quý một cái cũng không đuổi theo, là do lo Vương Phú Quý lại nói ra điều gì đó khó nghe, làm bẩn tai của anh. Tô Thương không ngờ anh lại có hứng thú với cái mông của đàn ông như thế đó nha. Thiên Sư Tuyết bên cạnh ôm cánh tay mỉm cười. Đừng nghe Vương Phú Quý nói lung tung. Tô Thương lúng túng sờ lỗ mũi. Em họ, đúng lúc này Thạch Hảo Hãn vùng núi. Làm gì Thạch Hảo Hãn? Thạch gì ta? Trong này người dịch người ta viết sai rồi mà tớ quên bén cháu của Thạch Hảo Hãn rồi. Vùng núi tết trời đi tới, trước tiên là chào hỏi Tô Thương. Anh họ, Tô Thương cười đáp lại, sau đó anh cần hỏi. Vết thương của anh thế nào rồi? Hôm qua em thấy anh bị thương khá nặng đó nha. Cũng gần như khỏi hẳn rồi. Vùng núi tết trời có cổ đang dược trị thương, chút tổn thương này của anh
không đáng gì đâu. Thành Cẩu Thiên thở dài một hơi nói ra, chỉ tiếc anh thua trận mắt rồi, phải dừng lại ở 20 người mạnh nhất. Vết thương khỏi hẳn là tốt rồi. Tô Thương Nghệ nhập đầu, sau đó an ủi, anh họ, thắng thua là chuyện rất bình thường, không cần để trong lòng đâu. Hơn nữa chỉ là anh không may mắn mà thôi. Đối thủ của anh là lão độc vật đã tu luyện mấy trăm năm, cho dù là thua cũng không mất mặt. Thua là thua, anh không tìm bất kỳ lý do gì khác. Em họ, em không cần phải an ủi anh đâu. Anh không phải là người không chấp nhận thua đâu. Thằng Cẩu Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó cười cười nói ra, có điều anh không thể dựa vào sự cố gắng của mình để ông nội thả cô Ngọc Yến ra được. Em họ, anh nói em cũng có một giao ước với ông nội. Chỉ cần em có thể đạt được vị trí số 1, ông nội sẽ tiếp nhận em, cho phép em đến vùng núi Tế Trời gặp cô. Thằng Cẩu Thiên khích lệ, vì thế em họ, trận đấu tiếp theo em nhất định phải dốc hết toàn lực đó. Cho dù là không vì mình, cũng phải vì cô mà cố gắng một lần nữa nha. Anh họ, anh yên tâm đi, vị trí số 1 của đại hội võ thuật em nhất định phải được. Tôi thường nghiêm túc nói ra, ha, ban ngày ban mặt mà là nằm mơ rồi sao hả? Tôi thường, anh tốt nhất cầu nguyện đừng để gặp tôi nữa nha. Lúc này Tây Môn Hổ Tiếu từ bên cạnh đi ngang qua, đột tất nhiên là nghe được lời tôi thường nói, liền lộ ra một nụ cười chế nhạo, sau đó bước lên lôi đài. Tây Môn Hổ Tiếu, ha, anh đã sống quá 2 ngày rồi, hôm nay anh phải chết. Tôi thường nhìn chằm chằm bóng lưng Tây Môn Hổ Tiếu, hai mắt híp lại, trong mắt hiện lên sát ý ngập trời. Em họ, ổn định tâm lý lại đi, em không cần để ý tới hắn ta, cứ chờ phần cao thấp ở trên lôi đài. Thành Cẩu Thiên vỗ vai Tô Thương. Ừ, Tô Thương gật đầu. Ngoài ra, Thành Cẩu Thiên nghiêm túc nhắc nhở, em họ, em nhất định phải đề phòng cái người tên là Lâm Uyên kia, cũng chính là lão độc vật đó. Ông ta đã đặt chân đến bán trúc cơ rồi, cảnh giới cao hơn em, mà tất nhiên có thủ đoạn khác. Hôm qua ông ta thả ra xương độc thực sự là quá mạnh, nếu không phải là xương độc màu đen đó thì ông ta chưa chắc đã thắng được anh đâu. Hiểu rồi, anh họ, em sẽ không thèm xem thường đâu. Tôi thường cười cười gật đầu. Lúc này trên lôi đài truyền đến tiếng trọng tài hiện trường. Đại hội võ thuật 10 chọn 5 mời mọi người dự thi đi vào lôi đài, tự tay rút thăm đối thủ của mình. Lời của trọng tài vừa đã xong, người dự thi tấn cấp vòng 10 người lần lượt đi lên lôi đài. Anh họ, không nói chuyện nữa, em đi lên trước đây. Tôi thường nói tạm biệt với Thạch Cẩu Thiên, lại nhìn Thiên Sơn Tuyết nở một nụ cười, ra hiệu đối phương không còn lo lắng. Sau đó anh liền bước lên lôi đài. Quy tắc rút thăm rất đơn giản, hiện trường có 5 miếng ngọc bội. Mỗi một miếng ngọc bội ở trước mặt mọi người cũng chia làm 2 nửa, bỏ vào một cái hộp đặc chế nhưng không trong suốt. Tên có 10 người dự thi, mỗi người rút ra một nửa miếng ngọc bội. Hai người nào lấy được nửa viên ngọc bội của nhau thì sẽ đối đầu với nhau. Dưới sự sắp xếp của trọng tài tại hiện trường, quá trình rút thăm diễn ra bình thường, rất nhanh, liền có kết quả. Vô Cùng Ý không may mắn lắm, rút được vương giả của võ đan. Lã Độc Vật là đối thủ của Triệu Chí Nhược, phái Nga Mi. Đỗ Phi Dương là đối thủ của Tây Môn Hổ Tiếu. Tây Môn Long Ngâm cũng tính là không may mắn, rút được Phật Tử Vô Cơ. Còn về Tô Thương, xem ra may mắn, hình như thực sự rất tốt. Đối thủ đến từ núi Lão Quân là Quân Vô U, bình thường không có gì đối trội. Kết quả này vừa ra tới, hiện trường nhất thời sôi sục. Phật dù Tô Thương lại dám nhận cướp chó rồi. Lần thứ nhất thì không phải đánh nhau, còn con mẹ nó, lần này lại rút được người yếu nhất Quân Vô U, thật là trùng hợp quá đi mất. Cái này nếu không có đội tình gì thì tôi thực sự không tin đó. Đúng thật chứ, liên tục 2 lần tôi không phục đó nha. Chắc chắn là chuyện võ đang làm mà. Quá đen tối rồi, quá đen tối, tôi yêu cầu rút lại lần nữa. Nhất thời mọi người đều náo loạn, yên lặng. Vương Trọng Vân nghe được mấy lời bàn luận này, nhất thời không vui, đứng lên bất mãn nói, các vị xin đừng nói xấu võ đan. Võ đan làm việc từ trước đến nay luôn công bằng, công khai trước công chúng. Vừa rồi lúc rút thăm, mọi người tận mắt nhìn thấy trên lô đài có mấy vị trụ cột làm chứng, làm giả thế nào được chứ. Tôi thiếu gia chẳng qua chỉ là may mắn nghịch thiên mà thôi, cậu ấy rút thăm được Quân Vô U không liên quan gì đến võ đan. Hôm qua Thạch Cẩu Thiên ở vùng núi Tế Trời không may mắn gặp phải lão độc vật Lâm Uyên, bị loại thê thảm, dừng lại ở vòng 20 người mạnh nhất. Mọi người thấy cậu ấy có một lời oán giận nào hay không? Vương Trọng Vân chất vấn. Nghe được mấy câu này, hiện trường mọi người im miệng ngay. Dù sao không liên quan đến mình, không ai muốn vì chuyện này mà làm cho võ đan không vừa lòng. Có điều Tây Môn Hổ Tiếu trên lôi đài lại không vui, đứng ra nói, Vương môn chủ, những chuyện ông nói tôi đều biết, nhưng chuyện này quá trùng hợp, sao mà 2 lần người may mắn đều là Tô Thương chứ? Ồ, ánh mắt Vương Trọng Vân nhìn Tây Môn Hổ Tiếu nhíu mày. Tây Môn Hổ Tiếu, theo ý kiến của cậu thì phải làm sao? Tây Môn Hổ Tiếu lộ ra một nụ cười, thuận miệng nói,
Nếu muốn nghe tôi nói thì để tôi đối với Tô Thương đi. Tôi đánh với quân vô ưu, anh ta đánh với Đỗ Phi Dương. Quân vô ưu thực lực gì, Tây Môn Hổ Tiếu hết sức rõ ràng. Mấy lần thi trước đều là miễn cưỡng chiến thắng, mà đối thủ cũng đều rất bình thường, cùng lắm là giỏi hơn một chút so với thành tông trung kỳ bình thường. Đây không phải là kinh nghiệm trẻ con hay sao? Nếu mình đánh với quân vô ưu, tin chắc không quá 10 chiêu có thể đánh bại rồi, giành được thắng lợi, thành công tấn cấp 5 người mạnh nhất. Còn Đỗ Phi Dương thì khác. Mặc dù Tây Môn Hổ Tiếu chưa được đánh nhau với Đỗ Phi Dương, nhưng lại tận mắt nhìn thấy Đỗ Phi Dương triển khai bí thuật nhỏ đổ, mời ba linh hồn tổ tiên hiện thân, vậy mà có thể đánh bại được thiếu gia Mặc Đào ở vùng núi nơi thâm sâu vân vụ, thực lực quá mạnh. Tây Môn Hổ Tiếu không nắm chắc phần thắng với Đỗ Phi Dương nên mới đưa ra yêu cầu trao đổi đối thủ. Hờ, Tây Môn Hổ Tiếu, thiếu gia thật là biết trộm gà quá đi mà, ai mà không biết quân vô ưu có thực lực yếu nhất chứ. Quân vô ưu ở núi Lão Quân, thông qua mấy lần tranh tài trước thì có thể thấy được thực lực kém xa Mặc Đa thiếu gia và Thạch Cấu Thiên, căn bản không xứng vào 10 người mạnh nhất, hoàn toàn nhờ vào may mắn, vốn chỉ đến để cho đủ số lượng mà thôi. Đúng vậy, ai rút được anh ta để có thể nhẹ nhàng tấn cấp 5 người mạnh nhất. Tây Môn Hổ Tiếu thật là không khách khí, trực tiếp đưa ra yêu cầu muốn đổi đối thủ với Tô Thương. Không thể nào. Sau khi mọi người bình luận ầm ĩ, Vương Trọng Vân từ chối thẳng thừng. Tây Môn Hổ Tiếu, cậu cho rằng lúc nãy rút thăm là trò đùa sao? Nói thay là thay liền được sao? Vừa một chủ. Lúc này Tây Môn Phong Vân khẽ cười nói, không thể nói như thế. Đây là chuyện cá nhân của Tô Thương, quân vô ưu, Đỗ Phi Dương, còn có cả Tây Môn Hổ Tiếu nữa mà. Chúng ta không cần quá độc đoán đâu, hỏi ý kiến bọn họ xem thử như thế nào. Nếu như bốn người họ đều đồng ý trao đổi, lại không ảnh hưởng gì đến những người dự thi khác, thì trao đổi một chút cũng không sao. Tây Môn Phong Vân đề nghị. Chuyện này Vương Trọng Vân sau khi dừng lại vài giây gật đầu nói ra, vậy được rồi, ông chủ Tây Môn nói cũng có lý, không thể quá độc đoán được. Tô Thương, quân vô ưu, Đỗ Phi Dương, bây giờ Tây Môn Hổ Tiếu đưa ra ý muốn trao đổi, ý mọi người thế nào? Vương Trọng Vân nhìn quanh ba người Tô Thương, tôi không có ý kiến, đánh với ai cũng như thế cả thôi. Vừa nói xong, quân vô ưu liền mở miệng nói ra, anh ta mặc bộ áo choàng màu trắng, bên hông thắt đai lưng ngọc, bên trái đeo một thanh trường kiếm, tóc dài khoảng 10 cm, lại là màu vàng nhạt. Người này chính là quân vô ưu. Lần này anh ta tham gia đại hội võ thuật, ngoài muốn giành được vị trí số 1, còn có một mục đích nữa, muốn chính là muốn giết chết Tô Thương, báo thù cho cha mình. Mấy trận đấu này Đỗ Phi Dương không gặp được Tô Thương đã sớm tức sôi ruột rồi. Lúc nãy Đỗ Phi Dương sẽ viết là thành của quân vô ưu, đứa dịch chuyện, mà bây giờ chỉ cần mình đồng ý thì có thể đánh nhau với Tô Thương. Chuyện này còn gì tốt hơn mà phải do dự chứ. Vì thế Đỗ Phi Dương chắc chắn đồng ý. Anh ta đã không còn kịp chờ đợi để xóa sổ Tô Thương nữa rồi. Cho dù là Tô Thương luyện khí tầng 9 thì như thế nào chứ, mình chỉ cần mời tổ tiên hiện thân thì với bí thuật của nhỏ Đỗ đánh bại Tô Thương còn không dễ như trở bàn tay hay sao? Cảm nhận được sát ý của Đỗ Phi Dương, Tô Thương đón nhận ánh mắt anh ta, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Trước đó ông chủ nhỏ Đỗ ở Thâm Thành cùng với Trương Trường Sinh và Cổ Hồng Nguyệt đến tạo áp lực cho Dược Vương Điện, sau đó Tô Thương ra tay giết hết toàn bộ bọn họ, ông chủ Đỗ cũng không là ngoại lệ. Chắc hẳn Đỗ Phi Dương đã biết mình giết Đỗ Minh Viễn, vì thế mới tức giận như vậy. Có điều Tô Thương không thèm để ý, căn bản không xem Đỗ Phi Dương ra gì, thậm chí còn có chút vui mừng. Nếu như đối thủ của mình là người khác, Tô Thương nhất định phải phí chút sức lực, nhưng mà đối lại là Đỗ Phi Dương thì lại khác biệt. Tô Thương có một loại bí thuật có thể câu hồn, hoàn toàn khắc chế được nhà họ Đỗ mời tổ tiên hiện thân. Chỉ cần Đỗ Phi Dương dám ở trước mặt Tô Thương mời linh hồn tổ tiên, Tô Thương nhất định có thể lập tức đem linh hồn đó cầu đến trong tay mình, thậm chí có thể lấy tổ tiên nhỏ Đỗ làm chất dinh dưỡng lớn mặt bổ sung cho lực lượng trong linh hồn của mình. Hay à, lúc này Vương Trọng Vân thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía Tô Thương toát ra một vẻ tiếc hận, giống như là trách Tô Thương quá kích động nên đưa ra quyết định sai lầm. Có điều ba người Tô Thương đều đã đồng ý, vậy ông ta tất nhiên phải làm theo như lời Tây Môn Hổ Tiếu nói, để Tây Môn Hổ Tiếu trao đổi đối thủ với Tô Thương. Được, bốn người các cậu đều đồng ý rồi, tôi không cần cản nữa. Từ giờ trở đi, Tô Thương là đối thủ của Đỗ Phi Dương, Tây Môn Hổ Tiếu là đối thủ của quân vô ưu. Vương Trọng Vân nhìn về phía trọng tài bên cạnh dò hỏi, sắp xếp trận đấu thế nào, trận đầu tiên là hai người nào quyết đấu đây? Thưa môn chủ, vốn là Tô Thương đánh với quân vô ưu, bây giờ đã thay thế rồi, thế thì chính là Tây Môn Hổ Tiếu cùng đánh với quân vô ưu. Bắt đầu đi, đánh nhanh thắng nhanh, trận này cũng không có gì đáng xem.
Vương Trọng Vân rõ ràng không coi trọng Quân Vô Ưu, sau khi nói một câu liền nhún người trở về phía ngồi trên cao. Ngay sau đó, Tô Thương, Đỗ Phi Dương cùng với những thiên tài khác cùng rời khỏi lôi đài. Giờ phút này trên lôi đài chỉ còn hai người Tây Môn Hổ Tiếu cùng Quân Vô Ưu, cuộc thi chính thức bắt đầu. Tô Thương, cảm ơn anh. Hai người không lập tức ra tay, Tây Môn Hổ Tiếu thậm chí nhìn về phía Tô Thương, trên mặt mang nụ cười hài lòng, nói lời cảm ơn với Tô Thương. Nếu như anh không đồng ý, tôi còn không nắm chắc tấn cấp. Có điều, giờ tôi đã chắc chắn vào top 5 người mạnh nhất rồi. Bớt, bây giờ nói những lời này không phải là quá sớm rồi sao? Tô Thương ở dưới lôi đài khẽ cười nói, không sớm chút nào đâu. Quân Vô Ưu chính là thần tông trung kỳ mạnh hơn bình thường một chút mà thôi. Tôi dùng một chút thủ đoạn thì có thể thắng rồi. Tây Môn Hổ Tiếu cười khinh miệt nói ra. Ngược lại là anh, Tô Thương không chỉ có bỏ qua cơ hội tấn cấp, còn muốn quyết đấu với Đỗ Phi Dương nữa chứ. Tôi nhìn thấy cái tên Đỗ Phi Dương này đối với anh có sát ý rất lớn đó nha. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì anh sẽ chết trên lôi đài đó. Như thế cũng tốt, không thì tôi cũng phải ra tay giết anh. Không có hiểu biết. Đối với những chuyện này, Tô Thương vén vẹn lộ ra nụ cười kỳ lạ, cũng không tiếp tục nói chuyện với anh ta nữa. Anh nói đủ chưa? Bây giờ đánh được chưa hả? Đến lúc này Quân Vô Ưu không nhịn được nói ra. Vừa rồi anh ta vừa ngước cổ lên uống một ngụm rượu trong hồ lô. Quân Vô Ưu, ai cho anh can đảm mà nói chuyện với tôi như vậy chứ hả? Nhìn thấy thái độ của Quân Vô Ưu, Tây Môn Hổ Tiếu nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Vô Ưu, trong lòng đầy vẻ khó chịu, cảm giác như đang khiêu chiến uy nghiêm của mình. Quân Vô Ưu không trả lời, tiếp tục uống rượu, cũng không thèm nhìn tới Tây Môn Hổ Tiếu. Cuồng vọng, anh bình thường cũng to gan như thế sao? Tây Môn Hổ Tiếu lạnh lùng nói ra. Thật ngại quá, tôi vẫn như luôn như thế này. Quân Vô Ưu thuận miệng nói ra, đã có một chút men say. Uống rượu trên lôi đài, Quân Vô Ưu, anh chọc giận tôi thành công rồi đấy. Núi Lão Quân cho ra một thiên tài đã không dễ dàng gì. Vốn định đánh rớt anh xuống đài là coi như xong, bây giờ tôi thay đổi chủ ý rồi. Khuôn mặt Tây Môn Hổ Tiếu trầm lại, giọng điệu lạnh lùng nói ra. Tôi phải tự tay cắt ngang xương cốt của anh, để anh bò xuống lôi đài, coi như đó là sự trừng phạt. Nói xong, Tây Môn Hổ Tiếu không nhìn được nữa, vọt thẳng về phía Quân Vô Ưu. Quân Vô Ưu thì cất đi hồ lô rượu, cùng lúc đó ánh mắt sắc bén hơn, chủ động tiếp chiêu của Tây Môn Hổ Tiếu.